Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Quê TV. Xin chào bạn ạ. Chào một ngày mới đấy các bạn. Hôm nay anh em tôi tập trung với nhau rất là sớm. Hôm nay bây giờ đang là khoảng 6 giờ hơn một tí. Các bạn có thể nhìn thấy gì đây không? Đây là lồng bẫy rắn. Lồng bẫy rắn. Thì, sau một ngày thất bại ra đồng, anh em lên rừng các bạn ạ. Đến biển họ. Đấy. Ấy. Nói lớn này rồi. Đấy. Đấy. Đọc biết điều ơi. Hơi nhỏ Hôm nay thì anh em sẽ quyết định là đi đặt bẫy rắn các bạn nhé. Thì bình thường mình không đi đặt mấy, toàn là Bục Phúc với cả mọi người ở đây quanh đây hay đi đặt thôi. Cũng được rắn khá là nhiều. Anh em mình bảo mình cũng đi đặt, ở đâu cũng kiếm canh được giống Bục Phúc thì sao đâu. Ngày mai anh em mình có rắn, anh em mình lại vào nhà Bục Phúc. Ê, nhẹ. Gọi xem ở đâu. Mùa này rắn nó nhiều các bạn. Đúng rồi. Mùa này rất nhiều là bình thường mình toàn ăn rắn của Bục Phúc rồi, thì hôm nay nếu mà mình được rắn thì mình sẽ lại có Bục Phúc nhiều nhưng mà quan trọng phải được hay không để mình để mình chia sẻ cho các bạn biết sao. Ở khu anh em tôi ấy, thì có rất là nhiều rắn, và cái đợt trước ấy, ít hơn vì ngày xưa họ mua cái con rắn nó đắt đi các bạn, thì mọi người đây chăm đi bắt hơn để bán, còn bây giờ thì nó rẻ nên chẳng ai đi bắt, đâm ra là nó vẫn còn nhiều. Bắt chỉ để thịt thôi các bạn, ăn mãi thì cũng chán. Đây. Nên là để cho nó to lên thì đúng rồi. Bắt sau. Hôm nay anh em mình chỉ đi đặt bẫy thôi nha các bạn nha. Đặt thôi, cứ không phải là đặt phát được ngay đâu, phải đợi 2-3 hôm mới có đấy. Hôm nay anh em mình sẽ ăn chay các bạn nha. Mình sẽ về nhà ăn cơm mình gia đình. Tóm lại là anh em mình vừa đi đặt bẫy là vừa đi săn luôn. Để xem có cái con gì để ăn được không thì anh em chia sẻ các bạn. Cứ đặt bẫy đã. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi di chuyển đến những cái khu vực mà nói chung là anh em mình nghĩ là sẽ có rắn ở đấy. Thì để cho nó đây, có cóc bên trong các bạn nhá. Rắn ăn cóc. Rắn ăn cóc nên là mình sẽ để đây. Con cóc này để nói chung là dùng mồi cóc này sẽ được lâu hơn các bạn ạ. Nếu mà các bạn dùng ếch hoặc nhái thì nó chỉ được một ngày là nó chết mất. Cóc lâu hơn. Mình phương tiện là mình sẽ đặt một ngày và đặt một ngày hôm sau mình sẽ đi thăm, nên là nhiều khi không cần phải cho nước. Nếu mà các bạn mà đặt mà lâu ấy thì phải để nước, đây không thì nếu mà có được thì con rắn nó còn sống được. Không có nước là nó mình về đi kiểm, mình như anh em mình sẽ là đi kiểm tra liên tục chứ không phải là mấy hôm liền mới đi kiểm tra như kiểu là các bác các chú ở quanh đây tại mấy hôm mới đi kiểm tra. Phải để trong này có một cái cống nước thôi. Trước rắn nó nhiều, mình đặt buổi sáng, buổi trưa đi thăm mà đã thấy nó nằm trong lồng rồi. Ok, bây giờ thì tìm địa điểm các bạn nhá. Để đi đặt lồng thôi. Em cứ đặt sau sách này nhá. Được. Không lấy cái dây buộc vào nữa. Quay xem. Trời. Ít xài. Nhanh dã man các bạn. Ê, đi đuôi anh. Vạch vạch ra, gai. Ai. Qua đường. Đang đi thì thấy em này nó chạy qua đường các bạn nhá. Ai. Con này là nhìn xa dạ, rắn ráo. Rắn ráo. Lôi nó lên. Lôi ra anh. Ôi bám chắc thế. Mày mày nhá. Ôi. Ôi không sao. Trước thì mình cũng ý cho nó nổi. Ôi. Có mời luôn các bạn ạ. Đang chẳng đi vặt gì. Rắn đi qua đường à? Canh ấy. Giờ này đi qua đường không có đèn xanh đèn đỏ thì mà rắn đi. Con này nó có ăn cóc không? À, con này á? Thỉnh thoảng họ vẫn bẫy được. Thỉnh thoảng họ vẫn bẫy được. Con này kiểu nó đi nó thấy cóc là lạ lắm nhỉ. Ôi trời ơi. Giật mình. À. Con ác thế này. Ôi giời. Con này dài người, không to lắm. Con này nó phải 3 lạng gần 3 lạng. Tóm lại là lên nồi, lên chảo, lên đĩa được rồi các bạn. Rất nhiều rắn. Nhưng mà một con này lên kiểu gì? Anh em ở tiện đi. Có nghĩa là tầm sớm này nó bắt đầu từ trên ngọn hóp nó xuống các bạn ạ. Trên ngọn cây nó xuống. Đang ôi trời ơi. Qua đường của chúng tôi ạ. Có rất là nhiều lần khi mà anh em chúng tôi đi làm ấy, gặp rắn qua đường rồi tôi sẽ cố gắng tìm lại một cái vài cái video đấy để ghép vào đây cho các bạn cùng xem. Em đi bắt rắn thì không. Đây ô cũng quay được đây này, đi qua đường bắt được con rắn to rõ to rồi. Đây là còn nó bò qua đường đấy các bạn ạ. Đây là anh em tôi đang đi quay. Thế này là không bắt được rồi. Đấy,
mọi người bảo là ở chỗ mình làm gì dễ bắt rắn thế, nhưng không phải đâu. Đi nắng nắng này đi đường bắt được mà. Đầy rắn các bạn ạ. Đây là có mồi rồi. Mang quán bia luôn. Dài thước đo đây là thước dây đo quần áo loại mới. Hơn mét. Không có cái gì để đựng các bạn ạ. Máy vai trong cốp xe có cái túi thủng anh ạ, buộc vào. Vâng, buộc vào xong là thả. Túi này to mà, cái túm cái chỗ thủng vào. Đây này. Túm hẳn cái đít đó vào đây. Túm hẳn vào chỗ này. Anh bị trần thả một góc thôi. Mỗi em này thì không bó các bạn ạ. Thì tí nữa trong thời gian đi đặt cái bẫy này, anh em cố gắng sẽ tìm. Hy vọng là sẽ có may mắn gặp được. Nếu không lại như hôm qua đi bắt cá rô thì hơi mệt. Đây. Tại cái thanh của truyền hình tin quá. Giờ này nó vẫn chưa xuống đâu các bạn. Thần giáo đang sớm. Này, sáng sớm này nó tầm 10 giờ. Con nó còn đang, nếu mà con nào mà đang đi lột nó còn không thèm xuống kìa. Được chưa? Thế hôm anh với Sơn đi buổi chiều vẫn còn nằm im. Đấy. Có em hình như giữ một đoạn video đấy, mới cả một cái đoạn hôm anh em mình đi làm ấy. Cũng có một người bắt được con rắn còn to hơn này. Ra khu vực này anh Niên anh sẽ anh ấy đánh giá và nhận xét là có khả năng, có tiềm năng. Bằng này để nó kiếm đồ ăn các bạn. Thì nó mới có đồ ăn, còn nếu mà khu vực cao quá không có. Đặt luôn là lỗ. Vườn của bạn này là chỗ khả nghi nhất các bạn. Ấy, mình đặt bên này góc vườn đằng kia một cái góc bờ ao ấy. Đây là cái đường đi nó uống nước ấy. Vạch vạch ra lại cái lỗ luôn thì không xem. Đấy anh em đào luôn. Thế thì anh em lại về thôi chứ còn gì nữa. Ông nói thế vẫn phải đạt, nhớ đâu mai lại có mùa tiếp thì anh em lại quay tiếp. Đúng rồi. Cứ đặt bẫy nó rất đơn giản. Nhưng mà mỗi tội các bạn đặt xong các bạn phải phủ giác một chốc. Không. Mai còn cái nịt à? Còn cái nịt. Mai còn tí giác đấy thôi, lồng mất rồi. Ok. Đây các bạn ạ, thì đến cái chỗ địa điểm cống thoát nước này nó hay hổ mang với lại hổ trâu nó hay đi qua. Như cho anh ấy lần. Đây đây, từ từ, cầm. Đây nghe. Đây là đi phát một cái ong. Nó đốt tròn. Ở đây thì vừa nhiều ong nữa chứ. Cho nên là cứ cẩn thận. Không nên đặt vào giữa. Ủa trong con đang quẩn hay gì. À đặt bên cạnh đấy gì anh? Bên cạnh. Phủ ra lên. À thế là nó vừa đi cái nó ngửi thấy mùi phát là. Nó đến đây là nó nhìn thấy luôn. Nó vào ăn cóc. Như đặt thêm một cái bên này nữa nhớ đâu hai con đi ra đi sao. Nó vào một lồng luôn. À ừ nhỉ. Nó nọ thấy ông Phúc cũng cầm hai con trong một, ba con trong một lồng. Ui. Thấy chưa? Nó vừa đi sang đường ở chỗ này mà. Nhanh thế nhỉ? Bọn này đây đây vừa đang đi đặt lại thấy một em một bạn. Đây, đây. Đâu. Chỗ này rồi. Thế một em lại bò qua đường. Cũng là rắn giáo thôi. Từ từ á, phải đứng bên đấy. Đây. Ui. Đây, em vừa thấy nó bò. Thật, đúng không? Cẩn thận lên trên kia mà là... Sang đường đấy. Phát luôn. Kia. Đây. Đâu rồi? Cầm vào đuôi đi, giữ vào đuôi. Ui, giữ đuôi. Giữ đuôi. Cầm đuôi. Kìa. Ôi. Mình vẫn bị nó mình giật mình. Ui giời. Tại chúng tôi à, đáng đi đặt bẫy thì lại có ngay canh à. Còn chưa đặt xong bẫy. Con này to hơn con kia đấy. Dài hơn. Cho tôi. Con này đuổi hơi mệt các bạn. Túi. Đâu xe này anh ơi. Vừa mới đi là đi đặt được một cái lồng mà nó đã dài hơn. Được một em rồi. Con này béo đấy. Trên đây phẩm rồi. Ôi. To hết mồ hôi rồi. Con này thích sang đường giờ này à? Đây, trả lại hết cho anh. Mày quá. Ngon quá. Hai con rồi chứ bây giờ đặt xong hết lốt chỗ lồng này anh em mình phải ấy chứ nhở? Anh em phải đi tìm đấy. Có hai con thì không tội gì mà mình không đi kiếm tiếp cả. Không. Mèo cả đấy. Hai số đỏ đấy anh em phải đi tìm. Không thể tiết nắng mới mưa xong nó nắng. Nóng ấy. Đi này.
Này các bạn ơi. Đi nó thì mệt. Anh em quên ông mặc quần dài. Chỉ ý định là đi đặt lồng thôi. Hai em. Ôi. Hai em to hết đấy. Gần cân rồi các bạn ạ. Có mà gần cân. Ờ được. Được tầm khoảng 6-7 lạng. Thế thì đi đặt lốt chỗ lồng đi. Đi đặt lốt chỗ lồng xong là tôi nghĩ là anh em mình sẽ cố gắng đi đến trưa. Kiếm mồi phát. Xước alo chảy máu này. Alo. Nói chung là chúng ta đã có mồi ít nhất nó phải là đôi con rồi, thế nên là cố gắng nhỉ, đặt lốt mấy cái này cho anh em phải đi kiếm mồi. Mò đấy, kiểu là anh em tôi sẽ mò đi đến tận trưa. Bao tải thì anh em về các bạn ạ. Nói chung là cũng đi cũng mệt đấy. Bờ rào các bạn ạ. Nếu mà được bờ tường xây các bạn cứ đặt ven bờ tường xây. Chỗ cái kẽ hở ấy. Cái kẽ hở của lúc mình áp tường vào nó có một cái kẽ hở đấy, hay rút qua đấy. Bây giờ hay tìm con rắn mối, có con thằn lằn nó hay ở đấy. Ai mà đi qua ai mà phát hiện được đúng không? Em phát hiện. Thế là quanh tối em phải ra nhặt trước. Tranh thủ nhanh đặt hết lồng đi. Tranh thủ đến bụi tre này tìm đặt nổ một cái đây. Giữa bụi tre bụi hóp hay đi lại. Đặt lốt lồng đi. Có một ai nữa anh em đặt nốt. Không anh em sẽ đi. Chú tâm mà đi tìm. Một con. Đấy, chỗ đặt rác lên các bạn. Ngụy trang này. Ngụy trang. Đây, đặt lốt cái lồng các bạn, lốt cái cuối. Xong rồi. Kiếm thêm được con nào nữa nhỉ? Biết được thêm con em nào nữa không? Cái thế thì phải chăm chỉ đi thôi chứ còn. Đi chứ chiều về. Chưa về thôi. Bây giờ còn sớm. Nếu không thì phải đợi đến tối. Anh em mình cứ gần quẩn ở đây tí khéo gần nhớ đâu lại, lại thăm lồng luôn à, có nhớ luôn đấy. Trước mình cũng bẫy đi trước quay lại thăm lồng là có 1-2 con luôn. Đặt xong lồng cũng mệt rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ nó đang bắt đầu nắng ra. Ngồi thở tí đã. Mình lấy tí oxy các bạn. Đúng rồi. Mùa hè khác. Chưa đâu còn chưa muộn đâu mà. Có rắn nên mình chịu. Còn đuổi. Nó hết mồ hôi này anh em mình đi đến tầm 11-12 giờ chắc cũng cháy đen thui đấy. Thế nên là thở tí thôi. Tầm 11 giờ. Hít nhiều oxy vào, tí còn lấy sức mà tìm có thì lại đuổi như lúc nãy. Nó cứ ngày hôm nay ấy. Không biết chiều nó có mưa không, không biết anh các bạn này. Em chào thế à? Đi thì. Sai rồi, mình không mặc quần dài. Anh em nghỉ tí xong rồi sẽ đi tìm rắn. Em có được thêm em nào không? Nếu mà không được thì anh em vẫn có 2 con để chế biến không bạn ạ? Vừa đặt bẫy vừa đi săn thêm, nói chung là kể cả 2 con này anh em mình cũng được làm món được. Các bạn nhìn đây này, rắn xuống nước đây này. Ôi, tái. Cầm một đuôi quay luôn. Rồi. Lần đầu tiên bắt được rắn các bạn ơi. Như nào nữa anh? Em không có quần dài. Đặt xuống đất trong cái chân rắn. Đâu, mang ra cái túi này chứ. Mang cái túi đựng này. Anh lên trong hộ anh con này. Em biết có con đấy. Em tài quay con này phải chóng mặt đi. Nước, nhưng mà... Em cứ quay con này chóng mặt đi thì em bắt. Được rồi. Đặt. Lấy chân rắn bắt đầu. Rồi, ok rồi. Vẫn còn một con nữa cả. Em không để ý. Em để ý mỗi cái con xuống cái bụi nước này. À xuống cái vũng nước này. Ôi kìa. Ôi kìa. Thôi, tôi sang được rồi, Tại mình chủ quan quá, mặc quần đùi thì sợ nó bỏ chân. Thôi, ngại. Em phóng sinh một con to các bạn ạ. Phóng sinh đâu mình đã bắt được đâu. Nó còn tí đớp cho anh nên mới phát. Đấy gọi là phóng sinh đấy, không chứ nó là vào được em này. Một em này nữa. Đây rồi, ba em rồi. Con này to hơn. Con này chắc to nhất đấy. Nhìn to mà. Con sổng. Nhưng mà con này ác nhỉ. Con dặm tí mà nó đã liên tục. Phải em này em chỉ có chạy thôi. Ủa nhưng mà nó đi sang đường luôn nhỉ. Nhanh. Mà chỗ dậm như này thì đúng là chịu rồi. Em đây. Ui dồi ôi. Để đằng kia. À, anh em mình đã dừng lại công cuộc bắt rắn từ ban nãy rồi. Anh Yên đang đi đón cu Nhật về.
Thế phát hiện bảo là gọi tôi ra đây quay cứ vội vì có thấy hổ trâu. Đứng dậy đi, lấy dậy, lấy dậy hộ em. Bỏ sang đường á? Con này có phải to như cổ tay không? Nhật đi ra đi Nhật. Chui vào đây rồi cái gì? Anh canh từ nãy giờ không thấy đâu, không ra đâu cái gì? Tai tai ở đằng đấy. Bà lý tí nữa phải trả công một cháu dọn được vào cho bà nhá. Úi giời ơi. Đi đây, ăn gà cho bà đấy. Nó ăn gà con bà. Đây. Đâu? Đây, chỗ đây, trong này. Em thấy cái đuôi. Từ đi anh ơi. Còn cái gì nữa. Ôi. Wow, anh chơi. Ui, ui, anh ơi. Ui. To chưa? Thấy cái đuôi mà. Ui. Đấy. Ui. Nhận chúng tôi. Ôi à. Sao là lưng nó to đấy? Đấy em đập chúng thì em thấy. Wow. Ngon chưa? Thấy chưa bà, thấy chưa? Rắn ở vườn nhà bà nhiều này cơ mà. Đấy rắn ở vườn nhà bà. Hôm nay cháu ở đây đặt thôi. Wow. To chưa? Con này cân mấy nhỉ? Con này hơn cân đấy. Ôi kìa, đừng. Đây còn con nữa này. Đây con rắn con bò con đường bị nát bét luôn này. Nát bét này. Ui ôi. Anh em đang ơi, đang ở nhà đợi anh Niên đón về để thịt cho con kia thì lượm. Tuyệt vời. Luộc luôn. Béo. Dạ. Béo nhỉ. Béo quá luôn đấy. Đi. Hay lượn suốt ngày nhỉ. Hôm nay bảo đi đổi đi bắt đầu không bắt lượn lại thế con rắn được tài thật đấy. Đi đón bố em á? Chưa đón được đúng không? Bố ra ngoài đập đây rồi bố chưa về đấy. Em thấy ông ở đây à? Ông xe máy dừng hết cỡ rồi, có cho lốp xe rồi. Ê à, cháy bánh. Cháy bánh từ đây cơ mà. Chạy ở đây. Ê à. Ôi. Tuyệt vời. Anh em lại có mồi các bạn ạ. Có mồi các bạn ạ. Gì nghiệp? Chiều có làm gì không? Không à. Thế chiều bố em làm gì không? Để anh còn rủ bố em uống rượu. Đi. Ôi xôi. Ê. Con này là bữa rồi đấy. Vâng. Đây này. Ngon luôn. Cái cười luôn đấy à. Đi. Đang đi đón con về các bạn. Đi đón con đi học. Đây, Nhật đi cái này dài cho chơi đi cái đấy. Xe chúng ta đi. Ôi, tuyệt vời quá các bạn ơi. Dừng được em rắn quá to, quá xương luôn. Đó là những thỉnh thoảng đi qua đường mình cũng vô được những cái kết quả như thế này. Anh thả ra đúng không? Đùa nhưng mà thực sự nhá, mình quay những cái video này về xong là các bạn cứ bình luận bảo là bây giờ chúng mày thả rắn đùa. Mình không biết giải thích đây, với các bạn thế nào nữa. Mình thực thả sự nó không bao giờ như thế này. Nhìn cái mõm của nó là ai? Đây, chuẩn đông chưa? Bây giờ thì đi về thôi. Đang nằm đợi chứ. Về chín hồi các bạn nhá. Này là mình đợi ông Bảy đi nhỉ. Em Nghiệp là người phát hiện ra con này. Thì anh em quyết định bảo là mang luôn về nhà Nghiệp đấy, nhà chú Bảy đấy. Thì để thịt anh em tôi góp ba con dần giáo. Dần giáo nữa là có bữa bữa quá ngon rồi. Bữa đại tiệc rắn các bạn ạ. Hôm nay quá là một ngày gọi là may mắn đi. Bù lại okay. Cho hôm qua. Tuyệt vời. Bây giờ thì mang đi để làm gọi là phần da là phần vảy đó nhá, thịt nhá. Không cần nước sôi. Khò luôn. Anh em có khò mà. Các bạn lén vào trong bếp cũng được. Lén trong bếp nước sôi cũng được. Nói chung là nóng là mình sẽ cái độ nóng vừa phải nó sẽ giúp các bạn loại bỏ cái lớp vảy của con rắn đi. Chất sừng của con rắn. Ăn nếu mà các bạn để thế ăn cũng được thôi nhưng mà nó cứng. Khó ăn lắm. Món rắn ráo này anh em tôi quyết định sẽ làm món chả các bạn nhá, chả lá lốt. Thế đây là sẽ đập dập này và băm nhuyễn phần thịt ra để cuốn chả lá lốt. Còn rắn hổ của anh Nhân chóc thì xào ớt
sợ sợ hơn. Con này còn băm là chuẩn, bởi vì là xương nó không cứng thôi. Không cứng lắm. Ôi. Có hai ông còn nằm nghỉ. Bạn nhìn ngon không? Đấy, anh Niên đang tách thịt với cả xương này. Đây là phần thịt giàn. Hôm nay anh em tôi sẽ làm ba món. Một món đầu bánh măng chua với cả xào này với cả chả. Đây rồi, anh Nghiệp về rồi. Sợ sợ ớt. Chắc phải vào đuổi tay tí thôi. Quá thôi. Băm chả rắn này không phải đơn giản đâu. Cái này mình đây từ nãy giờ chưa một tí dùng dao kia nha. Chỉ dần thôi. Phải dần cho nó nhát như tí nữa băm ở kia nó hay bị xương rắn ninh măng chua nhá. Măng chua này nãy bà Hồng bà cũng hộ mình là đun một lúc rồi để cho nó đỡ bị he xương măng. Đấy, cái ninh này nữa cạn này nếm nếm gia vị. Hoặc thì cho thêm một ít nước nữa các bạn. Cứ đun mềm ra cái món này ngon đấy các bạn ạ. Thịt rắn ngọt cộng hợp với cả cái nước măng hơi chua chua nữa. Tuyệt vời luôn các bạn nhá. Nói chung là ở quê, cơm quê nấu đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là đồ rừng này mình nấu đơn giản thôi, ăn này nó mình ngon, đậm vị chất của cái đồ thiên nhiên. Hôm nay nhìn nó nói chung là nhìn như sán này các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà các bạn ăn như con giun đấy. Các bạn đã từng được thưởng thức thì các bạn sẽ biết cái độ ngon của nó như thế nào các bạn ạ. Đây là long rắn. Long rắn. Một món rất ngon. Long rắn xào. Nói chung là ở quê mình nói chung là mình thấy cảm thấy là xào ngọn đinh lăng là ngon nhất. Mình thì cứ kết cái ngọn đinh lăng là mình cứ phải giải quyết cái ngọn đinh lăng này nhanh nhất. Da rắn mình cũng sẽ xào chung với cả lòng các bạn nhé. Món gì nhìn ngon nhở? Giòn. Giòn lắm đấy. Các bạn nhìn mỏng mỏng ấy thôi, xào và nó co vào. Ăn nó giòn, chặt chặt. Thật bùi đấy. Đông luôn. Nguyên da được một đĩa này các bạn. Các bạn cái thịt này thì mình xào sả ớt các bạn nhé. Quá ngon luôn. Nguyên thịt luôn. Ăn thịt này. Bạn ăn thịt rắn là sẽ biết. Nếu ai mà kiểu cảm giác nó không sợ ấy, mình ăn rồi thì thấy nó sẽ rất là ngọt thịt. Dai đậm vị. Tính chất của những cái thịt gọi là thịt núi rừng ấy. Đồ rừng. Đồ rừng. Rồi ngày mai sáng đi được con ba con ăn giáo thế là em Nghiệp đi đón bố đi làm về này thấy con ở Châu này anh Niên đi đón cu về này. Tiện luôn là bắt luôn được tuyệt vời. Bắt đầu mình đi xào cái rắn các bạn nhé. Lòng rắn lòng và da rắn cho mỡ đi cơ mạnh các bạn nhé. Rồi, hành đã thơm rồi thì mình sẽ đổ cái trắng vào các nhá. Ui giời, thơm luôn. Bây giờ mình sẽ cho gia vị nhá, một chút nước mắm, dầu hào, súp và bột ngọt nha các bạn nhá. Rồi, đảo đều lên. Sắp được rồi thì mình sẽ cho cái lá đinh lăng vào. Hôm nay mình sẽ cái này xào lá đinh lăng là tuyệt vời nhất. Đấy, giờ cho đá lá đinh lăng vào các bạn nhá. Cho lá đinh lăng vào các bạn nhá. Lá đinh lăng này các bạn đảo tái thôi là được rồi. Đảo tái cho mình bắt ra luôn nào. Lên món các bạn nhá. Bên này anh cũng đang làm món chả rắn này. Định cuốn lá lốt nhưng mà thôi cho ít trứng vào xong là mình lặn thành miếng chả thôi là được. Đây. Ngon luôn. Một mốt nữa là các bạn sẽ được thấy cái đĩa chả rắn này nó chất lượng như này. Nhìn nó không được đẹp mắt thôi nhưng mà nói chung là ngon. Ngon và chất lượng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi bắt đầu món thứ hai nhá. Bây giờ mình sẽ xào sả ớt các bạn ơi. Rồi, nóng đầu mình sẽ cho cái này là mình đã tẩm ớt sẵn rồi nhá. Đặt đẳng luôn. Trên này còn có thêm món sườn rắn chiên mắm các bạn nha. Một món rất là phổ biến khi mà nhậu bia hoặc nhậu rượu ở đây. Chiên giò nên gì? Thả vào đây, thả nó giò, à thì nó vàng hơn đi rồi. Món nấu với măng chua này tuyệt vời luôn. Xương rắn, xương rắn nấu măng chua được nhiều món phết đấy các bạn. Tự nhiên lại thêm món hổ châu với một món này. Hôm nay cháu chuẩn bị làm ba con rồi. Quý hóa quá các bạn ạ. May quá hôm nay Tuyên đang đi tập thì được nghỉ nên rủ lên đây ăn rắn luôn. Dạo này nghỉ mấy hôm mắt trắng hẳn ra các bạn ạ. Đâu mình vẫn trắng mà. Trắng. Chào các bạn chưa? Chào các bạn nhá. Đấy nghỉ mấy hôm quên rồi. Các bạn ạ, Tuyên quên các bạn rồi, còn 3 hôm nữa là quên anh em chúng tôi luôn. Sắp chia tay rồi anh em rồi. Lấy chồng ạ. Kìa chú hỏi lấy chồng rồi. Đâu mấy chung mâm tí nữa cháu về nhà cháu xong mâm ăn hỏi chứ. Ở đây hôm nay lâu rồi mới gặp đấy, công nhận nhìn vẫn thế. Vẫn như thế mà. Rồi mấy hôm nữa anh em tôi sẽ có lịch trình sắp xếp đi cổ vũ Tuyên ở trên La Hàng các bạn. Đấy, các bạn hãy nhớ đón xem những tập video này các bạn nhé. Lên La Hàng có rất là nhiều món ngon và cảnh đẹp, thế nên là anh em tôi sẽ tiện và khám phá luôn trên đấy. Rất mong các bạn hãy ủng hộ nhá. Đừng quên đăng ký kênh nhá. Like và chia sẻ nhá. Rồi xin mời các bạn vào mâm với gia đình chúng tôi nhá. Mời các bạn vào bữa cơm quê với cả đặc sản rắn của anh em tôi. Cạch cháu với. Có cả vẩy rắn nhá. Đây là da rắn. Vẩy rồng thế này. Vẩy rồng. Ngon lắm à. Chú dùng luôn. Ngon lắm. Thử luôn xem mà. Ôi cái đấy phải cả miếng rồi chú ạ. Vừa dai vừa giòn thế này. Đúng, ngon quá anh em ơi. Này. Anh phải chơi lại run run này cơ. Mọi người nhá. À run run. Ừ rồi. Ôi, đúng nhanh thôi. Đúng làng à? Mời mọi người nhé, hôm nay mình không chỉ việc ăn thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không cứ việc ăn thôi, cứ tập trung đi. Tài vã mồ hôi vì món đấy đấy. Xin mời bà nhá. Món chả là nốt. Rắn viên chiên. Rắn viên chiên đấy. Còn món này là tôi cũng dây báo ăn phần các bạn ạ. Tôi trước chiên hộ thôi. Món này là cái sườn chiên mắm này. Đúng rồi, giòn đó. Ngon đó. Quá là ăn ít lên nha anh em, để bên này tôi mặn tôi á. Mặn này. Ngon đúng không? Cái ngồi gần vào cái này. Đây rồi. Sườn chiên. Gặp ý tôi để chú gấp miếng. Thôi cháu xin phép cháu đi trước. Ngon cứ gấp liên tục. Nó sườn chiên. Giòn lắm. Dùng tay thôi. Đúng rồi đấy, ăn ăn đồ đồi thì cứ dùng tay cho nó ngon. Chú Tám sao ngon lắm các bạn ơi, yếu thế. Đấy, ôi giời, mình tham quá, ít in thôi. Cháu ăn lên từng lưỡng rồi đấy. Giòn. Cháu quá ngon. Có mùi ngon, không quên các ông được. Lần sau các ông có mùi ngon lại nhớ đến mình các bạn hiểu không đấy. Sơn mắm mà bây giờ bia mới tới các bạn ạ. Bây giờ mình thử uống bia nó mới hợp lý. Không giòn đâu. Không giòn đâu. Không giòn đâu. Đây là món nấu măng chua này.
Món nào mày okay. Anh em ơi. Bác mang rượu đã ngon. Mùi ngon phải có rượu ngon. Mùi ngon phải có rượu ngon. Ăn cay của trời. Có món ngon là anh không, không quên gọi em nhá. Mà em quên bọn anh rồi, anh bọn anh khóc. Em khóc chút chết rồi kìa. Làm rồi, cứ ra là sần sật đấy. Ăn đi em. Mày khé bằng tay đấy, ngon lắm. Cảm miếng luôn. Cháu cảm miếng luôn. Cháu cảm miếng. Sần sật. Từ lúc mà đi bọn cháu là ăn toàn hết miếng một thôi. Không còn kiểu cắn nhỏ nhỏ rồi. Ơi. Ấy. Nào phải đồng khởi tí bia cho nó mát nào, này. Đồng khởi tí bia nào. Ừ. Hôm nay cháu rắc hết cả vị rượu uống rồi bây giờ này. Hôm nay đúng bội thu luôn mà. Ngon lắm. Mời đây. May mắn. May quá thằng em nó đi đón thứ 7 nó thấy. Chúng em. Mời như nghe bảo lắm bắt đi. Không ăn đi trên đường. Chơi món sườn là chiên này ngon này. Đấy. Đây rồi, đây các chiếc. Đúng cái rồi. Đâu không nghe hết phần bây giờ tiếp phần á. Cái chó gì sườn sườn đấy được không? Giòn quá mọi người à. Lần đầu tiên Tuyên đi với cả đi quay là cách đây khoảng 3 đến 4 tháng cũng ăn rắn ở nhà chú 7. Đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật đấy. Hôm nay trong túi hôm nay là sinh nhật. Ừ. Ăn thịt rắn đấy. Rồi, bia hay. Thế món này là món này. Làm miếng chả viên chiên này. Lần. Này chả. Chả ngon à? Ui. Chả ngon không anh? Chả ngon. Chả ngon không? Chả ngon. Chả ngon. Chả ngon. Chả ngon thế nào? Chả ngon. Chả ngon. Chả rắn ngon. Chả rắn ngon. Bí mà mang đi cuốn cả đinh lăng này thôi rồi. Ôi giời ơi. Ôi ngon quá. Nếu mấy lá còn phải nhặt nó phải sạch luôn, sạch bách luôn. Tay đi. Chả đúng không? Ngon. Chả ngon. Chả yêu đuôi nó chả đâu. Không được. Món này chả rắn. Thế mà cô gọi anh chả rắn ngon. Món chả này là tài vất vả lắm ấy. Trượt chút cả chân đi ngồi băm cái món này nên mình phải ăn để cảm ơn. Cảm ơn tài. Tài ấy.